Em Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Washington, Oregon. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần thời sự cuối tuần ngày hôm nay đầu tiên hết là các quốc gia à, Âu Châu Ả Rập và quốc gia Hồi giáo đang phát động một sáng kiến để mà có được một quốc gia độc lập Palestine bản tin từ Liên Quốc cho biết thì các quốc gia Âu Châu Ả Rập và các quốc gia Hồi giáo đang phát động một sáng kiến gia tăng sự ủng hộ cho một quốc gia Palestine trong đó chuẩn bị và trong tương lai sau khi mà cuộc chiến tại giải Gaza chấm dứt và giữa à, lúc mà đang có gia tăng cuộc xung đột ở tại Lebanon, à, thứ nhất là ngoại trưởng của Na Uy đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ sáu, Desmond Park Eddy nói với hãng thông tấn AP là đã gia tăng sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế và từ các quốc gia tây phương và các quốc gia Ả đập từ ở khu vực phía nam bán cầu cũng cần thay phải thành lập một chính quyền Palestine một à, tính quyền quản trị Palestine mà một đất nước Palestine và Palestine sẽ sẽ được thừa nhận và Đích đi cho biết là đây là một trong những cái cần thiết để có thể bảo đảm quyền lợi an ninh của cả do thái và Palestine việc thừa nhận và bình thường hóa mối quan hệ sau nhiều thập niên đã có sự tranh chấp và bất ổn nha do nhóm hamas gây ra ở tại đây và một đây là một trong những cái ý tưởng lớn đó là lời phát biểu của nhà lãnh đạo ngoại giao của na uy đã đưa ra và quý vị có thể nhìn thấy được những, là những cái hình ảnh này và nó chỉ có một cái điều duy nhất là có thể đem tới hòa bình mà thôi và hiện nay thì uh, thủ tướng Benjamin Netanyahu trong đôi khi đó thì vẫn uh, bác bỏ cái việc là thành lập một quốc gia Palestine trong giai đoạn bây giờ ông ấy đi cho biết có khoảng gần 90 quốc gia đã tham gia cuộc họp vào ngày thứ năm ở bên lề đại hội đồng Liên Hợp Quốc uh, giữa các lãnh đạo thế giới và ông ta cùng với lại ngoại trưởng của Saudi Arabia là đồng chủ tọa cho một cái phiên họp gọi là the global uh, uh, the global alliance for implementation for Palestine state and True Tech solution là một cái liên minh toàn cầu để thực hiện một cái quốc gia Palestine và một giải pháp hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ và chúng tôi thấy rằng đây là điều mà chúng ta có thể làm được để phá vỡ những bế tắc đang gây ra cân khủng hoảng và là cơ hội tiến về phía trước để đi để nói với lại hội đồng bảo an Liên Quốc trong cuộc gặp vào ngày thứ sáu ở cho vấn đề của giải Gaza và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái uh, biến cố ở tại Trung Đông một lần thì Do Thái đã gài chất nổ vào trong các cái pin uh, ở trong các pager bán cho Hezbollah theo tường trình của giới chức Lebanon cho biết. Do Thái đã cài đặt tất cả những cái uh, nổ vào những cái hệ thống pin nhắm vào những cái mà nhắm mục tiêu vào Hezbollah. Trong đó gần như đã, đã gây ra vụ nổ trên toàn lãnh thổ của Lebanon và khiến cho ít nhất là một số thành viên của Hezbollah bị thiệt mạng. Ít nhất là hai nguồn tin từ những giới chức an ninh cao cấp của Lebanon đã cho biết như trên và nói kỹ thuật này dường như là đã có được cái sự gọi là không thể phát hiện được. Và giới chức an ninh đã nói rằng họ đã xe quan sát hàng loạt các vụ nổ từ những cái uh, pager mà họ nói là vũ khí hóa. Cuộc điều tra này là ai là người sản xuất những cái hệ thống viễn thông này và đồng thời họ đưa ra được cái đường hướng cho thấy là phía của Hezbollah đã sử dụng khá nhiều cái loại pager này và những pager này đã bị kiểm soát và đã bị bật nổ trong cái cuộc tấn công ngày 17 tây tháng 9 và trong đó họ đã không nhận được bất kỳ một thông điệp nào và gần như là cái à, à, ai mà mở cái pager này lên đều sẽ bị nổ và các viên chức cho biết là vụ nổ này là do phía Do Thái đã gắn tất cả những cái thuốc nổ vào hàng ngàn cái pager và tìm cách bán lại cho cái thị trường đen ở Lebanon và lọt vào tay của Hezbollah. Tổng cộng 37 người đã bị thiệt mạng trong vụ nổ petrol và gần 3.000 người khác đã bị thương theo tường trình của giới chức y tế của Lebanon đưa ra. Có rất nhiều người được xem là những người thường dân và vụ nổ này đã bị quy trách nhiệm cho do Thái và giờ đây thì giới chức an ninh của Lebanon nói rằng phía do Thái đã gài tất cả những chất nổ vào những cục pin của những cái petrol này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Hezbollah xác nhận lãnh đạo cọ đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích của do thái bản tin mới nhất cho biết thì nhóm Hezbollah đã lên tiếng xác nhận vào ngày hôm nay thứ bảy là lãnh đạo cọ và một trong những nhà sáng lập nhóm Hezbollah là Hassan Nasrallah đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích của do thái ở tại Beirut à, vào ngày ngày trước đó bản phát đưa ra nói rằng ông Nasrallah đã cùng là lên, lên chung thiên đàng chung với là những thánh tử đạo và Hezbollah cam kết rằng sẽ một cuộc chiến chiến chống lại kẻ thù và hỗ trợ cho người Palestine. Nasrallah được xem là người đã lãnh đạo nhóm Hezbollah trong hơn 3 thập niên qua và được xem là mục tiêu một trong những mục tiêu quyền lực nhất đã bị sát hại bởi Do Thái trong tuần lễ qua sau khi có cuộc giao tranh với Hezbollah và lực lượng quân sự Do Thái cho biết họ thực hiện các cuộc không thực vào ngày thứ sáu nhắm vào một cái vị trí mà ông lãnh đạo của Hezbollah đã họp với lại các viên chức của họ tại Dahiyeh ở miền nam của Beirut và giới chức y tế của Lebanon cho biết 6 người cũng đã bị thiệt mạng, 91 người khác đã bị thương trong cuộc không thuộc này. Trong đó đã bắn túng ở nhất là 6 tòa building và Ali Khadki được xem là chỉ huy trưởng của cái mặt trận miền Nam của Hezbollah cùng với một số chỉ huy khác cũng nằm trong số những người bị thiệt mạng. Và phía Iran trong ngày thứ Bảy nói rằng à, uh, Lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran à, 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 tuyên bố rằng là sẽ có những cái à, lệnh à, bị chấm vận bởi phía Hoa Kỳ sau khi mà có cuộc tấn công này. Bas Nifor 58 tuổi, người Hoa Kỳ xác nhận rằng là có chỉ huy của chiến dịch của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã bị sát hại vào hôm thứ Sáu, theo tường trình của giới chức Iran đưa ra. Và các cuộc không tập gần đây và các cuộc bấm sát nhắm vào Nasrallah do, do, cho thấy dấu hiệu là gia tăng cuộc chiến ở khu vực Phương Đông, đặc biệt là trong thời gian này giữa Hezbollah và Do Thái. Trong khi đó, thì Tư lệnh của Do Thái là Nab Das một công viên của lực lượng quân sự Do Thái cho biết trong cái cuộc không tập này, căn cứ trên nhiều năm đã theo dõi và tìm truy tìm, tìm Nasrallah cùng với lại những cái tin tức được xem là báo trực tiếp và ông ta không cho biết là làm cách nào mà cuộc không tập này có đầy đủ thông tin để mà mở cuộc tấn công vào tòa building có ông Nasrallah cư ngụ và gây thiệt mạng cho ông ta. Đó là một cái tin khá chấn động ở tại Trung Đông một lần trong ngày hôm nay thì phía của Hoa Kỳ cho biết rằng lực lượng Hezbollah đã tìm cách đưa vũ khí vào nhà dân ở Lebanon. Tuy nhiên thì họ nói rằng họ không chia sẻ tin tức tình báo với lại phía của Do Thái. mới nhất cho biết cuộc giao tranh giữa Do Thái và Hezbollah đã gia tăng trong vòng một tháng qua và giữa lúc mà lực lượng IDF của Do Thái đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các mạng lưới khủng bố ở trong cái kho chứa quân sự của họ và hầu hết được giấu ở trong các ngôi nhà của các thường dân và các dân làng. Và hình ảnh từ video cho đài truyền hình Fox News thấy rằng những cuộc không tập gần đây ở phía nam Lebanon cho thấy là các hỏa tiện đã bắn vào những nơi. Mà mô tả đây là những cái building dân sự. Hezbollah đã sử dụng các hạ cấu trúc của hạ tầng dân, dân sự và không những là để tạo ra cái mạng lưới network để họ nhóm họp chứa vũ khí mà đồng thời cũng đã che giấu tất cả những cái bệ phóng hỏa tiễn nhắm vào à, khu vực của do thái từ miền nam lebanon và kể cả ở phía ngoại ô của beirut và trong đó gần như là hezbollah đã à, sử dụng tất cả những cái nhà dân này kể từ hôm thứ hai trên 1.800 cái mục tiêu đã bị tấn công 560 người đã bị thiệt mạng và có 50 trẻ em cũng như 90 phụ nữ theo tường trình của giới chức là y tế lebanon cho biết và ngày thứ năm hoa kỳ thúc giục do thái là phải đồng ý một cuộc ngưng bắn với lebanon trong khi đó thì à, có phát công viên của ngũ giác đại là Traphina sai xác nhận với các thông tín viên là Hoa Kỳ đã không hỗ trợ các cái tinh quân sự cho Jerusalem trong cuộc chiến nhắm vào Hezbollah. Cái đó thì Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đã bác bỏ một cái đấy kêu gọi một cuộc ngưng bắn và thay vào đó lực lượng ông sẽ tấn công toàn diện vào khu vực phía nam của Lebanon. Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron trong ngày thứ tư đã lên tiếng cảnh cáo Do Thái là không thể à, để cho cái hậu quả xảy ra khi mà có một cái chiến dịch quân sự tại Lebanon và chỉ huy trưởng của lực lượng do thái ở phía nam Lebanon và phía bắc của do thái đang chuẩn bị có khả năng là có lực lượng dưới đất để tấn công vào Lebanon đó là những tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và xin lỗi quý vị của Trung Đông ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay hàng chục người đã bị thiệt mạng bởi trận bão Helena và trong đó là uh, có một số những cái uh, nước bị nguy hiểm ở Tennessee và tình trạng đe dọa lục lội. Bản tin mới nhất cho biết thì uh, một cái uh, cơn lục lội đã gây ra nguy hiểm cho khu vực ở Green được xem là nằm ở phía đông của Tennessee sau khi mà trận bão Helena quét qua phía đông của của, của cái tiểu bang này và cơ quan thận pháp của tiểu bang cho biết là cái đập này có nguy cơ sẽ bị vỡ và trong đó đang có khoảng 5.800 cư dân và ít nhất có hai trường học tại khu vực này cơ quan khí tượng quốc gia cho biết là việc mà điều hành cái đập này là đang ra trong tình trạng gọi là có nguy hiểm sau khi mà lực lội và mực nước tràn lên khá cao trong khi đó thì số lượng người chết trên năm tiểu bang bản tin cho biết thì có tiểu bang gồm có South Carolina Georgia, Florida, North Carolina và Virginia là những nơi là đã bị cơn bão này đánh qua. Ít nhất là có 19 người đã bị thiệt mạng ở South Carolina. Trong đó bao gồm luôn cả hai binh sĩ cứu hỏa ở Lunac County theo tường trình của giới chức tiểu bang. Hãy cho có ít nhất 15 người đã bị thiệt mạng và hai người trong số họ đã bị uh, cái 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 trận gọi là giấp xoáy ở Alamo. Theo tường trình của một phát ngôn viên của tướng đốc tiểu bang đã đưa ra, trong khi đó thì Florida cho biết là có tám người bị thiệt mạng, bao gồm luôn một số người đã bị cây đè ở tại gọi là uh, Pinellas County và sáu người đã bị thiệt mạng ở tại North Carolina và họ bao gồm luôn cả một uh, chiếc xe đã bị cây ra, ngã xuống đè và khiến cho một đứa trẻ uh, bé gái 4 tuổi đã bị thiệt mạng. Trong khi đó tại Clark County of Virginia, một người đã bị thiệt mạng khi mà cây sụp đổ xuống một tòa building, theo tường trình tại đây cho biết, và có thêm một số những trận mưa lớn diễn ra. Và điều này đã khiến cho hơn 3 triệu người đã bị mất điện trong các tiểu bang mà bị bão đánh vào. Đây được xem là những bản báo cáo mới nhất từ giới truyền thông đưa ra sau khi mà trận bão Helena đánh vào Florida và bây giờ lan qua tất cả những tiểu bang khác. Đây được xem là một trong những cái thảm kịch mới nhất trong mùa bão tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Biden đã ký một sắc luật trong đó là sẽ giới hạn vấn đề in 3D cho các loại súng trong việc mà dịch những cái cây súng đang hiện hữu ở trên nơi của thị trường của Hoa Kỳ. Ông Tổng thống Joe Biden đã ký một sắc luật hành pháp vào ngày 26 tây tháng 9 để dập tình trạng mà uh, sử dụng máy in 3D để mà in những cái mô hình của cây súng và trong đó gần như đã đã gây ra nguy hiểm cho các hệ thống trường học với những cây súng ở trên toàn quốc và ông cho bên cùng với bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã thảo luận về việc mà sẽ giảm đi tình trạng bạo động về súng đạn trong lúc mà có phiên họp tuần ngày thứ năm và đây được xem là một trong những cái xác uh, lệnh mới nhất mà ông cho bên đưa ra trong đó sẽ nghiêm cấm việc mà download các cái hình ảnh từ ở trên các cái, cái uh, trang web hoặc là những cái trang uh, online và sau đó họ lấy những cái mô hình này xuống và in bằng 3D và trong đó có thể tạo ra những cây súng gọi là gót và tòa bạch cho biết từ năm 2017 cho tới năm 2021 thì cơ quan kiểm soát rượu thuốc lá và thuốc nổ cho biết là họ đã lấy được khoảng 5.454 cây súng đã được à, họ tịch thu trong đó gần như có rất nhiều những cây súng được xem là đã được in ra từ máy 3D và trong xác lệnh này ông bên tuyên bố rằng ông sẽ gia tăng rất nhiều những lệnh cấm nhắm vào các cái shop nhất là một cái hệ thống thiết bị của súng cũng như là một số những cái loại súng trường mà có cái sự tác dụng mạnh hơn. Trong khi đó thì bà phó tổng thống Kamala Harris đã không đồng ý với phán quyết của tối cao pháp viện khi mà bỏ tất cả những cái quy về an toàn súng đạn ở trong cái bom stock và trong đó gần như là nó đã vi phạm vào cái tu chính đáng số 2 tối cao pháp viện đã bác bỏ cái quyết định của một số tiểu bang ban lệnh cấm các cái thiết bị và cho ngành súng trong đó bao gồm luôn cả hệ thống bom stock. Đây được xem là một trong những cái sắc lệnh ông Joe Biden đưa ra nhằm có thể gọi là giảm đi tình trạng bạo động súng đạn tại Hoa Kỳ và trong thời gian gần đây đã có một số những vụ xả súng ở trong các trường học và khu đông người. Những tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cuối cùng thì Nathan West đã nhận được khẩu sau vài ngày ông ta tránh né. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu công tố viên của quận Fulton County là ông Nathan West cuối cùng đã nhận được cái khẩu từ quỹ ban tư pháp của hạ viện và sẽ có mặt để mà à, điều trần ở trước quỹ ban gần một tuần nãy sau khi mà ông ta đã tìm cách tránh né và không nhận các hầu các à, hầu này đã được gửi cho ông west ra điều trần trên điện Capitol hill vào ngày thứ năm và cả, à, các thành viên của đảng Hòa cho biết là họ đã có được cả những cái chứng từ tài liệu từ ở uh, georgia và trong đó cho thấy rằng ông ta đã không chịu nhận các hầu trong gần một tuần lễ qua theo tường trình của tờ washington Examiner và sự thật thì quỹ ban này đã bắt đầu dùng cái sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát liên, liên bang là world là us Marshal để mà tìm cách xác nhận vị trí của ông web để trao cái uh, hầu trong ta và ông ta đã gọi và nói rằng ông ta nhận chắc hầu vào ngày thứ năm. Cả một công viên của ủy ban đã cho biết với tờ Atlanta Journal Constitution và một luật sư đã cộng hòa nói với tờ Examiner là ông Wade đã không có cái hành động là, gọi là đáp ứng đúng với lại cái cá hầu trong vài ngày qua. Gần như là ông ta tránh né và chi tiết của cuộc điều trần này vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên thì chủ tịch của ủy ban tư pháp tại hạ viện là ông Jim Jordan người đang dẫn đầu cuộc điều tra về mối quan hệ tình ái của ông ta và bà biện lý của quận Fulton County là Fanny Willis, trong đó cho thấy rằng là bà này, ông này đã được chi trả trong văn phòng của bà ta lên tới gần 700.000 Mỹ Kim khi mà ông ta được bổ nhiệm làm công tố viên từ bà này và trả lương cho ông ta rất cao trong việc cáo buộc với cựu tổng thống Trump và một số người khác mà tổng thống Trump cho rằng có động cơ chính trị. Ông ta được bà Willis mướn từ năm 2021. Tuy nhiên, những bị buộc phải từ chức hồi tháng 3 năm nay sau khi quan tòa phán rằng một trong hai người họ phải rời khỏi vụ án này để tránh tình trạng gọi là mâu thuẫn về quyền lợi. Đó là những tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một gói đồ nghi ngờ đã gửi tới do văn phòng động lý của tiểu bang Minnesota khiến cho văn phòng này phải di Đảng Nói tin mới nhất cho biết thì một túi đồ nghi ngờ đã được gửi tới văn phòng động lý của tiểu bang Minnesota là Steve Simon vào ngày 27 tháng 9, khiến cho khu vực này phải bị di tản và có cuộc điều tra được mở ra theo văn phòng đã đưa ra trong một bản thông cáo báo chí và cái đầu này đã được gửi tới văn phòng và với cái địa chỉ được đưa lại là có, tên gọi là cái cái địa chỉ mà quay trở lại là United Trailer Elimination Army đó là cái tên của cái địa chỉ được trả lại trên cái gói đầu này và văn phòng ông Slimer đã phải di tản theo tường trình của thông cáo báo chí đưa ra hàng chục cơ quan bao gồm luôn cả FBI cái cơ quan thanh sát về bưu điện của Hoa Kỳ cũng như là lực lượng tuần tra của Minnesota cho biết là biến cố này diễn ra và họ đang mở cuộc điều tra về cái nguyên thủy gói đầu này đã được gửi tới từ đâu và văn phòng của Simon đã không cho biết thêm chi tiết về cuộc điều tra trên. Tuy nhiên, họ xác nhận rằng họ nhận được một cái gói đồ được xem là đáng nghi ngờ. Và Simon vốn là một thành viên của đảng, đảng chủ và đã từng phục vụ trong vai trò là tổng à, à, lý văn phòng của tiểu bang Minnesota. Và từng đã bị đe dọa về cái việc gọi là có những cái chính sách và những cái luật lệ đưa ra cho cái phiếu bầu và trong đó nền dân chủ chúng ta lệ thuộc vào sự phục vụ công chúng và cần phải có những cái hành động để cho họ không bị sợ hãi và không bị sức nhiễu ông Simon đã đưa ra trong bản statement và việc đe dọa này đã, đã diễn ra tại tiểu bang Minnesota nơi được xem là deep blue state từ năm 1972 và chưa có một đời tài, tổng thống nào của Đảng Cộng Hòa có thể thắng được ở tiểu bang này đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay một trong những uh, nhân vật uh, gọi là tuần tra biên giới của Hoa Kỳ và của Mexico đã lên tiếng chỉ trích Kamala Harris và đòi hỏi lời xin lỗi sau khi bà ta thực hiện một chiến dịch chụp hình ở uh, trong lúc mà bà ta đi uh, qua thăm viếng các khu vực biên giới của Hoa Kỳ và Mexico. Bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã viếng thăm tiểu bang chiến lược có đường biên giới với Mexico vào ngày thứ sáu và đã bị uh, một số thành viên của đảng Cộng hòa ở trên Hạ viện nói rằng đây là hành động khoe khoang và gần như là photo op để mà có thể à, tránh né cái việc mà cơn khủng hoảng của di dân tại biên giới và trong đó thì à, bà ta đã ghé ngang dortlast được xem là một cái thị trấn ở biên giới quan trọng của tiểu bắc arizona và gần 6 tuần lễ sau khi mà các cử tri đã à, muốn à, tìm hiểu về cái người đã ứng cử cho đảng dân chủ và tôi à, được duyệt xét và tôi không làm việc với ai và trong đó gần như là à, bà ta cố tình đã đến đây để mà có thể có được một cái tấm hình để mà bà ta khoe khoang trong chiến dịch tranh cử của bà ta. Đó là lời phát biểu của Juan Sikomani, được xem là dân biểu của Đảng Cộng hòa tại Arizona đã nói với đài truyền hình Fox News và bà ta không thực sự viếng kinh biên giới, mà ta tới đây để chụp hình và khoe khoang mà thôi. Trong khi đó thì một số thành viên khác của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích Kamala Harris sử dụng những tấm hình tại biên giới này để bắt đầu thực hiện cái chiến dịch tranh cử và cho thấy rằng là bà ta đang nỗ lực giảm đi tình trạng di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên thì các dân biểu của Đảng Cộng hòa cho biết là trong bà vòng 3 năm rưỡi qua bà ta đã có cái vai trò này tuy nhiên bà ta đã tạo ra cơn khủng hoảng và bây giờ bà ta vẫn tiếp tục bỏ mặt và chỉ tới đây để chụp hình và quay phim cũng như là gần như là bà ta đang đóng phim nhiều hơn đây được xem là lời chỉ mạnh mẽ của các thành viên đảng cộng hòa đó thì dân biểu Darrell Issa của đang Cộng Hòa tại California, người mà được xem là đại diện ở một cái quận ở San Diego mà có đường biên giới khoảng một phút dặm với Mexico, cũng nói rằng đây là hành động được xem là lấy phiếu của bà ta và bà ta không xứng đáng để có thể ngồi vào ghế lãnh đạo của Hoa Kỳ khi mà bà ta đã tạo ra cơn khủng hoảng di dân kể từ năm 2021. Đó là lời chỉ trích mạnh mẽ của các thành viên Đảng Cộng Hòa ngắm vào bà Kamala Harris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tổ chức Heritage Foundation và cái Project 2025 đã xa thải cái người à, giám đốc của cái à, chương trình gọi là Project 2025. Những tin mới nhất cho biết thì Paul Dance giám đốc của cái Project 2025 thuộc cái tổ chức Heritage Foundation đã à, trong đó là có một cái ý tưởng là sẽ thay đổi. Và những nhân viên trong chính quyền liên bang đã không chịu từ chức từ hội tháng Mỹ và ông ta đã bị chính thức bị sa thải với một cái thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp theo tường trình của tổ chức Heritage Foundation đã đưa ra vào ngày thứ sáu. Hondan đã bị loại trừ ra khỏi cái uh, tổ chức Heritage Foundation uh, trong vai trò là một uh, thành viên và liên quan tới những vấn đề trong đó bao gồm luôn cả những cái tiếp cận không chuyên nghiệp và cái uh, thái độ công ông thà. đối với những cái đồng nghiệp đó là lời phát biểu của Kelly Adam được xem là giám đốc đặc, đặc trách về nhân sự của tổ chức Heritage Foundation đã cho biết trong bản tách và bất kỳ một cái uh, sự thảo luận nào đều phải có sự chú ý của các giới lãnh đạo và quản lý cao cấp và cuộc điều tra nội bộ đã kết luận rằng là ông này đã có cái thái độ được xem là thiếu chuyên nghiệp và thiếu trách nhiệm do đó ông ta đã bị sa thải và hơi test foundation trước đó hồi tháng 7 loan báo là ông ta nan sẽ có thể từ chức vào cái vị trí của ông ta giới truyền thông cho biết là việc mà ông ta rời khỏi này liên quan tới một cái dự án đầy tranh cãi gọi là Project 2025 mà họ đang cố tình trói cái project này với ông Trump và à, trong đó gần như là nó có quan hệ với ông Trump dù à, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã hoàn toàn bác bỏ điều này và Project 2025 được xem là một cái project để mà có thể thành lập cả các thành viên trong nhà, cái nguồn máy của liên bang sa thải và chọn những người mới cũng như đặt những quy tắc mới đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump đã kêu gọi truy tố bà Nancy Pelosi trong việc mà chồng của bà ta đã bán ra những cái cổ phiếu của công ty Visa trước khi mà công ty này bị phạt bởi Bộ Tư pháp cựu tổng thống Trump lên tiếng cho biết là ông ủng hộ việc truy tố à, cựu chủ tịch của Hạ viện là bà Nancy Pelosi trong việc chồng của bà ta bán hàng loạt các cổ phiếu của công ty Visa trước khi mà công ty này đã bị trừng phạt và, và, bị kiện bởi chính quyền liên bang về cái tội gọi là chứng độc quyền. Trong ngày thứ ba thì họ công bố cho biết là ông Paul Pelosi chồng của bà cựu chủ tịch Hạ viện đã bán 2.000 cổ phiếu của công ty Visa Stock với à, trị giá trên 500.000 Mỹ Kim trước khi mà Bộ Tư pháp đã chính thức là khởi tố công ty này về tình trạng gọi là vi phạm luật chống quyền của Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp cáo buộc rằng công ty này đã có những cái mức hại về việc cạnh tranh và đe dọa tới cái uh, tình trạng gọi là tính lệ phí cao đối với lại những uh, khách hàng của họ và kể cả việc mà buộc đối thủ phải chi trả một cái số lệ phí. Nancy Pelosi đã có một vấn đề và bà, bà chồng của bà ta đã bán các cổ phiếu của uh, của Visa và họ có rất nhiều cổ phiếu của Visa chỉ một ngày trước khi mà công ty này tức bị khởi kiện bởi bộ tư pháp hoa kỳ ông trump đã viết ở trên cái trang uh, thu uh, của ông trump và có thể ông phát biểu trong cái cuộc họp báo trong tại tower thì hãy suy nghĩ điều này người ta bán ra một số lượng của cái cổ phiếu của visa một ngày trước khi mà có cái đơn kiện và chúng ta thấy rõ ràng là tại sao bà ta lại rất uh, may mắn như vậy tôi không nghĩ bà ta may, may, mắn như vậy và ông Trump nói với các thông tin viên bằng na, bà Nancy Pelosi rõ ràng là đã có cái hành động ảnh hưởng và chồng của bà đã biết được tin này thông qua bà ta bà ta cần phải bị truy tố và bà ta cần phải bị truy tố cho việc mà cố tình lộ những cái thông tin liên quan tới cái đơn kiện của Bộ Tư pháp trước khi mà Bộ Tư pháp khởi kiện công ty Visa và ông uh, Bob Pelosi đã bán được 2.000 cổ phiếu trị giá hơn 500.000 Mỹ Kim đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã giới thiệu một dự luật và trong đó là sẽ chấm dứt chương trình tối hội quốc dành cho phía của Trung Quốc nhất là ba thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa trên sàn thượng viện đã giới thiệu một dự luật và trong đó sẽ ngăn cấm không để cho trung quốc được thưởng cái chương trình tối huệ quốc của hoa kỳ sau khi mà phía của ông joe biden đã đánh thuế lên một trăm phần hàng xe điện của trung quốc thượng nghị sĩ tom cotton của đảng cộng hòa tại arkansas người cũng đang ngồi trong cái ủy ban tình báo và ủy ban quân sự của thượng viện nói rằng dự luật này sẽ xóa bỏ tất cả cái tính chất gọi là tối huệ quốc của hoa kỳ để dành cho trung quốc hàng năm và dự luật này có tên gọi là ne no normal Great Act gọi là Lớp 5264, trong đó đồng bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Marco Rubio và George Hawley. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng cái chương trình tối hội quốc này và có những cạnh tranh bất công và khiến cho Hoa Kỳ mất hàng triệu việc làm. Ông Tom Cotton đã đưa ra bản statement trong ngày 26 tây tháng 9 và việc mà toàn diện nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng cái uh, uh, tư thế là tối hội quốc này để tiếp tục có những cái trục lợi và khiến cho gây tổn thương không những cho các công nhân của Hoa Kỳ và kể cả xã hội của Hoa Kỳ. Và nếu dự luật này được à, thông qua thì mức thuế đánh vào các mặt hàng Trung Quốc à, sẽ được tăng lên và trong đó họ sẽ nhấn mạnh tới vấn đề gọi là an ninh quốc gia trong vòng 5 năm và tổng thống có cái quyền là có thể à, tăng cường rất nhiều những cái thuế đánh vào mặt hàng Trung Quốc hoặc là giảm đi những cái số lượng mặt hàng Trung Quốc nhập cản vào Hoa Kỳ. Dự luật này sẽ chấm dứt với lại cái việc gọi là Trung Quốc không còn được hưởng trong cái chương trình tối hệ quốc của Hoa Kỳ và trong đó những món hàng hiện nay là dưới 800 Mỹ kim đều không bị đánh thuế bởi cái cục năng thuế của Hoa Kỳ khi các mặt hàng của Trung Quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ và nếu chương trình tối hệ quốc này bị hủy bỏ thì cả các mặt hàng của Trung Quốc đều bị đánh thuế rất cao khi nhập cảnh vào thị trường của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay và trong một bản báo cáo mới nhất các nhà điều tra công bố là Trung Quốc đã tìm cách buôn lậu các cái tròn tới Libya và được đổi lốt dưới mặt hàng cứu trợ về đại dịch bản tin mới nhất cho biết thì Trung Quốc đã gửi ít nhất là các cái tròn trị giá 1 tỷ Mỹ kim đến Libya cho các cái tay gọi là chiến binh tại đây và trong đó Họ đổi lốt là các mà phẩm vật cứu trợ COVID-19 theo tường trình của à, phía Hoa Kỳ đưa ra và trong đó có sự trợ giúp của một số những viên chức tham nhũng của Liên Hiệp Quốc. Và một bản tài à, liệu ở trên tòa cho thấy là các nhân viên của Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách che giấu số tiền lên tới 1 tỷ Mỹ Kim, trong đó phong cách 42 cái tròn cho nhân vật warlord, tức là nhân vật gọi là lãnh chúa tại đây là tên là Khalifa Haifa. À, trong đó thông qua Liên Hiệp Quốc mà những kẻ này là những kẻ tham nhũng trong viên chức của liên quốc và được đổi lốt là cái à, à, gói hàng cứu trợ covid 19 và kể à, từ khi mà fbi can dự vào thì à, cái cơ quan cảnh sát của canada cũng cáo buộc rằng là họ đã nhìn thấy được việc à, mua bán dầu hỏa của libya và của trung quốc để mua các cái con từ năm 2018 cho tới năm 2021 và chính quyền cộng sản trung quốc đã thuận một cái chiến lược để làm việc với lại phía libya và trong đó họ sẽ lấy lại cái khoản dầu thô để thay thế cho những cái tròn cung cấp cho những warlord tại đây. Và ít nhất có hai người công dân của Libya đã làm việc với lại Canada ở trong cái cơ quan hàng không dân sự của Canada và một nhân viên làm việc cho Liên Hiệp Quốc đã bị truy tố tội âm mưu giúp đỡ cho Trung Quốc có thể đội lốt hàng cứu trợ về đại dịch 19 cho Libya để đưa những cái trò này từ Trung Quốc qua phía của Libya và ngược lại thì Libya đã vừa trả tiền mặt và vừa vừa dùng dầu thô để chi trả cho Trung Quốc đó là một cái liên quan tới tình hình của Nga Châu ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn đã gia tăng thêm danh sách các tội phạm bị trừng phạt bằng án tử hình. Bản tin mới nhất cho biết thì bắc hàng đã gia tăng rất nhiều trong cái danh sách của các tội ác mà họ nói rằng có thể sẽ lên tới án tử hình theo tường trình một bản báo cáo mới đưa ra nhất. Nhà lãnh đạo tối cao là Kim Jong Un đang gia tăng danh sách của những uh, tội phạm mà sẽ bị trừng phạt từ 11 cho tới 16 tội, uh, tội hình sự và trong đó án tối đa dành cho họ sẽ là án tử hình và các cái lệnh trừng phạt mới này bao gồm luôn cả các chương trình tuyên truyền chống chế độ nhà nước hoặc là có những cái âm mưu lật đổ nhà nước có những cái sản xuất bất hợp pháp và kể cả việc mà sử dụng vũ khí bao gồm luôn cả sử dụng những cái mã code mới và cái yếu tố pháp lý này đã được thông qua bởi cái quốc hội của nước hàng từ tháng 5 năm 2022 và cho tới tháng 9 năm tháng 12 năm 2023 theo tường trình từ cái cơ quan đặc trách về thống nhất của Nam Hàn đã đưa ra cho biết như trên và việc siết chặt tất cả những cái tội hình sự này và tăng cường thêm án tử hình đang có tính chất găng đe rất cao và gọi là được máu tại Bắc Hàn Kim Jong Un đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ hai trong đó đánh dấu năm thứ 76 ngày thành lập đất nước của Bắc Hàn dưới quyền của cộng sản. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn của Kim Jong Un đưa ra nhằm dập tình trạng mà ông ta mô tả là tội hình sự đã ngày càng cao tại Bắc Hàn và do đó án tử hình có tính chất răng đe rất cao và tổng cộng có thêm 6 cái vụ án hình sự sẽ được đưa nâng cái cấp kết án và trừng phạt lên tới án tử hình đó là một tình liên quan tới tình hình của ngã châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều trong bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.